Giám khảo chuẩn bị. Công bố điểm. Giám khảo 1 9,7, giám khảo 2 9,7, giám khảo 3 9,6, giám khảo 4 9,7, giám khảo 5 9,7. Mời vận động viên rời vị trí. Mời vận động viên Nguyễn Trần Thanh Lâm đơn vị Bình Phước vào sân thi đấu.